Chào tất cả anh chị em cô chú đang xem video của mình nhé. Theo nhu cầu của rất là nhiều anh em thì trong video ngày hôm nay mình giới thiệu với là mọi người một cái mẫu hồ cá ranh chu tầm cỡ khoảng gần 200 lít hồ chảnh anh em nha. Thì bữa giờ có rất là nhiều bạn giống như ở nhà mình có những cái thùng xốp nè, những cái chậu, nhưng mà cái chiều cao của mình á nó dao động tầm cỡ khoảng 30 thôi cái mực nước á mọi người. Thì rất là nhiều anh em muốn nuôi cá koi thì mình cũng có tư vấn cho mọi người á. Cái mực nước của mình cao 30 thì anh em mình nuôi cá koi cũng vẫn được chứ mấy không. Mình chơi mini size tầm cỡ khoảng 10 đến 12. Nhưng mà cá của mình anh em nuôi một cái thời gian lâu á, nó phát triển một cái chừng mực nào đó thôi. Đó, ví dụ đi, con cá của mình nếu mà bình thường nha, mình thả nó trong một cái môi trường mà cái hồ rộng á, nó lớn nó phát triển tầm cỡ khoảng 50cm. Thì khi mà cái mực nước trong hồ của anh em chỉ có 30 thôi, nó phát triển tối đa tầm cỡ khoảng 30 hoặc là 35, nó sẽ chận lại. Có nghĩa là nó phát triển cơ thể của nó phù hợp với lại cái môi trường sống nha. Nên là mọi người cần cân nhắc. Ví dụ như cái mực nước mà anh em thấy nó chỉ có 20 hoặc là 30 thôi, nó thấp quá, thì thay vì chơi cá koi thì mọi người có thể là chuyển sang mình nuôi cá ba đuôi hoặc là cá ranh chu cũng được nha. Thì trong video ngày hôm nay, hồ này mình đã được sự đồng ý của em Bảo ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Hồ này của mình được làm từ thùng xốp nha. Ban đầu thì Bảo cũng dự định nuôi cá koi, nhưng mà khi anh em trao đổi với nhau thì mình cũng có tư vấn cho Bảo á. Tại vì thứ nhất là cái hồ này mực nước chỉ có 30 thôi, nuôi cá koi thì khả năng nó nhảy ra bên ngoài rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là hệ thống lọc ở đây á, mình làm bằng cái đường ống GU mình chế, nên là nó sẽ rất là phù hợp để mình nuôi cá ranh chu nha. Tại vì thể tích nước ở đây nó chỉ gần có 200 lít thôi. Thì nếu mà anh chị em cô chú nào ở nhà, ví dụ như mình có những cái chậu nè, những cái thùng xốp, mình muốn ráp lại để mình làm một cái mẫu hồ mini á, mình chưa biết thả cá koi ba đuôi hay là ranh chu, thì thông qua video này mọi người có thể là tham khảo từ cái mô hình hồ đến cái cách làm lọc hồ của em Bảo nha. Mình nghĩ là cá ranh chu với lại cá ba đuôi nó sẽ phù hợp cho những cái hồ tầm cỡ khoảng 100 đến 200 lít nha mọi người. Để bây giờ ở đây thì mình chia sẻ một vài cái thông số về hồ của em Bảo cho mọi người tham khảo. Sau đó mình sẽ nhờ Bảo chia sẻ ngay chỗ cái phần hệ thống lọc á, để cho mọi người xem cũng như là hình dung cho nó dễ luôn nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Để bây giờ mình sẽ quay toàn bộ không gian hồ của em Bảo cho mọi người xem nha. Đây là khung cảnh hồ của em Bảo nè mọi người. Anh chị em cô chú mình thấy cá bơi rất là đẹp nha. Nói chung là cái mực nước của mình á, chỉ có 30 thôi, thả cá koi nó dễ nhảy đó mà nè. Anh em có thể là làm cái hàng rào chắn ở trên, nhưng mà mình cho mọi người một cái lời khuyên nha. Cái mực nước từ 30 trở lại á, thì mình thả cá ba đuôi với lại ranh chu giống như trong hồ của em Bảo á, nhìn nó sẽ phù hợp mà đẹp hơn. Thì hồ này của mình ở đây được làm từ thùng xốp nha mọi người. Cái mặt kính phía trước nè, ví dụ như cái hồ này của mình tầm cỡ khoảng gần 200 thôi, anh em có thể là sử dụng kính 8 ly hoặc là 10 ly cũng được. Nói chung là hồ của mình ví dụ như càng lớn thì cái độ dày của kính á, anh em làm càng dày nha, để cho nó đảm bảo cái độ an toàn luôn. Nhưng mà khi anh em ráp vào ngay chỗ cái phần thùng xốp á, thì cái kỹ thuật làm á, mọi người cũng phải làm cho nó kỹ nha, để tránh cái tình trạng là đang vận hành nó bị bung á. Tại vì bữa giờ cũng có nhiều bạn giống như khi mà ráp vào cái kính này nè, anh em làm nó sơ sài quá, khi mà cho nước vào á, nó bị cái tình trạng là bung, cũng rất là nguy hiểm nha, nếu mà nhà mình có em bé nhỏ đó. Nên là mọi người cần phải cẩn thận ngay chỗ cái vấn đề đảm bảo cái độ an toàn khi mà mình sử dụng cái mặt kính phía trước nha. Thì hồ này của mình ở đây thì chiều dài chỉ có 1m2 thôi, chiều ngang của mình thì là 45, mực nước trong hồ thì Bảo đang để là 30. Như vậy là hồ chánh này của mình tầm cỡ khoảng gần 170 lít nha. Thay vì để bơm bên trong hồ thì Bảo làm đường ống chữ U. Đường ống chữ U thì theo mình nghĩ những cái hồ tầm cỡ khoảng 200 đổ lại á, anh em có thể là làm hai cái đường ống 49, tại vì mình xài cái bơm để cho mà nó ok luôn á, thì tầm cỡ khoảng 4.000 đến 5.000. Còn không thì mình làm một ống 60 với là một ống 34 cũng được. Sau đó ví dụ như anh em thấy cái lực hút của nó yếu á, thì mình sẽ thu nhỏ bên ngay chỗ cái thùng lắng nha. Ví dụ như mình đi hai cái đường ống 49 mà anh em thấy phân gần ngay chỗ cái hút đáy bên hồ chánh á, nó hút không được, thì mình mua 49 và 34 hoặc là 42 á, anh em gắn bên ngay chỗ thùng lắng của mình thì nó sẽ tăng cái lực hút nha. Thì bây giờ ngay chỗ cái phần hệ thống lọc hồ của Bảo á, nói chung là mình cũng làm chế cây nhà lá dừa thôi, ở nhà có cái gì thì mình tận dụng cái đó, nhưng mà quan trọng nhất là mình sắp xếp như thế nào, mình vận hành ra sao để cái chất lượng nước của mình được xử lý tốt. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ hồ của Bảo hoạt động được tầm cỡ khoảng 6 tháng hơn rồi, như mọi người cũng thấy là cá của mình rất là khỏe, nước rất là trong nha. Để bây giờ mình sẽ nhờ Bảo chia sẻ, nó cũng ngắn gọn thôi, ngay chỗ phần hệ thống lọc hồ của Bảo, để ở nhà mọi người có những cái thùng xốp, những cái chậu, những cái tan tầm cỡ khoảng 200 đổ lại giống như của Bảo, mình muốn làm hệ thống lọc bằng đường ống chữ U, thì anh chị em cô chú có thể là tham khảo cái cách làm lọc hồ của Bảo nha. Chào mọi người, hôm nay em xin giới thiệu với mọi người mẫu hồ nuôi ranh chu bằng thùng xốp. Hồ này là 1m2, ngang 45, cao 30. Em nối nước ra bên ngoài bằng 4 đường ống chữ U 27.
nối vào thùng lắng. Thùng lắng em có để hai cái bơm, ở dưới là gòn đen và gòn xanh. Bơm 2.500 lít trên giờ với một bơm 520 lít trên giờ. Bơm lớn em nối lên thùng lắng thứ hai. Thùng lắng thứ hai em cũng để là gòn đen và gòn xanh. Nước sẽ trả về hồ, trả về một thùng nhựa đầu tiên. Trong đây em để là đá nham thạch và trồng lá dứa. Nước sẽ trả về cái gỗ xanh. Gỗ xanh này em cũng để đá nham thạch. Trên đây em có để một cái vợt. Vợt này để lọc phân cặn với một gòn trắng. Nước sẽ trả về bắc kỳ thứ hai, tầng thứ hai. Tầng thứ hai là em để đá long vũ. Tầng thứ ba là sứ thanh. Nước sẽ trả về hồ làm tạo oxy. Còn bơm nhỏ 520 lít thì em nối ra thùng này, thùng nhựa trắng này. Em có để ở trên là một cái gỗ để gòn trắng, để gòn trắng. Nước sẽ trả về, nước sẽ trả xuống dưới là nham thạch, đá nham thạch. Em có trồng thêm lan nước cho xanh xanh. Nước sẽ trả về hồ tạo luồng và tạo oxy. Đây là tổng quan hồ của em. Vừa rồi thì Bảo đã chia sẻ với lại mọi người toàn bộ hệ thống lọc hiện tại bây giờ của Bảo anh em nha. Ở nhà Bảo thì có rất là nhiều ống 27 còn dư nên là mình sẽ tận dụng luôn. Tổng cộng là 4 đường ống 27 nha. Mình sẽ dẫn nước từ ngay chỗ hồ chánh ra bên ngoài hệ thống lọc của mình. Trong đó thì mọi người có thể là để ra một ống để mình làm hút mặt nè, hai ống hút đáy và một ống hút lửng nha. Khi mà qua bên ngay chỗ thùng lắng á, thì Bảo sẽ cho nó xuống cái phần ở bên dưới. Ở trên thì mình có thể là để lưới lan, gòn đen hoặc là Gmat. Cái nguyên tắc lúc nào cũng vậy nha mọi người. Có nghĩa là khi mà đi đường ống dưới U á, qua bên ngay chỗ thùng lắng thì nó phải gần đáy. Chứ anh em đừng có để ở trên luôn, là bơm của mình nó sẽ hút cái cặn ở trên luôn đó. Rồi bơm của mình sẽ để ở phần trên, mình chắn cái phần ở dưới nha, lấy nước sạch thôi. Bơm thì Bảo xài hai bơm, một bơm 2.500 thì mình sẽ cho lên cái dàn lọc ở trên, và một cái bơm 520 lít á, thì mình có thể là cho về hồ làm luồng, hoặc là nếu mà nó bơm lên được á, anh em cho lên lọc ở trên hết luôn, lọc nước sau đó nước của mình trả về hồ thì mình vừa làm luồng cũng như là tạo oxy cho hồ của mình luôn. Thì đây là cái cách mà hiện tại bây giờ Bảo đang làm lọc nha. Nói chung là ở nhà Bảo có sẵn những cái vật liệu lọc á, cũng đơn giản thôi, thì mình tận dụng mình làm. Nói chung là một cái mô hình hồ mini mình làm như vậy mình chơi xả stress cũng vui rồi anh em nha. Thì ngày hôm nay mình cùng với lại Bảo đã giới thiệu với lại mọi người một cái mô hình hồ cá ranh chu tầm cỡ khoảng gần 200 lít, hệ thống lọc làm bằng đường ống dưới U, lọc chế xử lý nước tương đối rất là tốt. Thì nếu mà anh chị em cô chú nào ở nhà mình quan tâm, mình muốn làm những cái mẫu hồ mini để mình thả cá ranh chu với lại ba đuôi á, mực nước của mình tầm cỡ khoảng 30 cm, thì anh chị em cô chú mình có thể là tham khảo từ cái mô hình hồ đến cái cách làm lọc hồ của Bảo nha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh á Bảo, anh cảm ơn em rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là chi tiết hệ thống lọc lên kênh để cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người đam mê chơi cá coi nè, ranh chu, chép sư tử nói riêng và toàn thể mọi người xem được video này nói chung, anh chúc cho em cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Anh chúc cho công việc của em làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công nhiều hơn nữa nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là Bảo chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé.